hướng dẫn xin cấp lại visa định cư. Khi visa định cư quý vị đã hết hạn nhưng vì lý do khách quan, dịch Covid, bệnh tật, tai nạn, vấn đề gia đình v.v. làm quý vị chưa thể xuất cảnh trong thời hạn hiệu lực của visa. Ngay khi quý vị đã sẵn sàng cho chuyến đi, quý vị có thể liên lạc lãnh sự quán Hoa Kỳ để được xem xét và cấp lại thị thực visa mới. Tiến trình như sau. Trước hết, quý vị cần làm inquiry cho lãnh sự theo link dưới đây để xin cuộc hẹn. Trong khoảng thời gian 1 tuần, lãnh sự sẽ trả lời email và cho quý vị lịch hẹn. Khi quý vị vào lãnh sự để được xem xét việc xin cấp mới visa, quý vị cần mang theo những giấy tờ sau. Visa và túi đựng hồ sơ màu nâu nếu có. Thư tương trình lý do không thể đi trong thời hạn hiệu lực của visa, viết bằng tiếng Anh hoặc dịch thuật sang tiếng Anh. Hôn thú nếu đang kết hôn. Phí thị thực visa hiện tại là 325 đô. Email xác nhận của lãnh sự cho cuộc hẹn. Nếu quý vị là người đi kèm, quý vị cần mang theo những giấy tờ của đương đơn chính như bản copy visa, copy thẻ xanh, quốc tịch. Trẻ em dưới 17 tuổi cần có người giám hộ. Sau khi xem xét lý do và hoàn cảnh của quý vị, nếu đồng ý cho việc cấp lại visa mới, lãnh sự sẽ yêu cầu quý vị bổ sung những giấy tờ cần thiết đã hết hạn như giấy khám sức khỏe, lý lịch tư pháp số 2, cập nhật DS-260, hai hình thẻ. Khi đã hoàn tất các giấy tờ nêu trên, quý vị cần đặt lại lịch hẹn với lãnh sự để bổ sung giấy tờ theo link dưới đây. Hoặc có thể đặt lại lịch hẹn bổ sung nếu trong giấy xanh yêu cầu tại link dưới đây. Khoảng 2 tuần sau khi nhận đầy đủ giấy tờ bổ sung, lãnh sự sẽ gửi visa mới cho quý vị và quý vị phải đi trong thời hạn visa còn hiệu lực. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi Văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877-348-7869, Văn phòng San Jose 408-998-5555, Văn phòng Houston 832-353-3535, Văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118.